ở nơi đó tôi có một người thương. Cứ chiều chiều nàng ra bờ sông dặn trong bờ sông anh đèn giấy em mai mốt đây em đem cao chầu giờ người che duyên tình ta em chớ nên lo buồn anh sẽ thưa cùng mẹ cha duyên chân ta muôn đời với nước giang dòng nên bà cứ dùng dần chưa chữa cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa cháu chàng. Làng xóm cứ bàn tới bàn lui anh buồn tiếc là buồn từ cái bờ nhà anh qua và ngồi thấy mẹ lắc đầu em cùng lệnh tòng quân tạm trong cho em đi anh sợ cái lắc đầu và một tiếng không rồi mình cứ ngóng mong nói chuyện lòng vòng chỉ gây buồn cho người đi kẻ gió tiền quân sao bao còn gai ga mà bóng người thưa chẳng biết đâu vì bữa nhắn em giả đò đi chờ ghé nhà thăm ai bác cho đời buồn nghe bác nói cái thằng tâm tư nào cũng nhắn hỏi con lòng ở đâu chưa đọc cơ anh em mừng muốn khóc và không biết chừng nào mình mới được gần nhau bên sông xa đông là con trai em đợi anh về sẽ dặn nhau bờ sông gì để mẹ được sướng như tí chơi thạnh thơi thì cũng vui đây nhưng cần một giấc ngủ ngon gấp lên gấp xuống rồi để đây thở dài ngao ngán còn nguyên em dù tuổi mình chưa hèn anh chừa cái tánh cộng cằn để mẹ quý
đêm qua hòa Cần Thơ anh nhìn theo con nước lớn. Có dòng nước nào về chợ mới để thăm mẹ. Hơn 20 năm chờ mình vẫn là chờ mãi.